Dân chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa team Lê Minh Vlog và team Quý Tộc. Team Lê Minh gồm có Đạt Học Sinh, Minh Thu, Khôi đại diện các bạn. Còn team bên kia gồm có Quỳnh Mến và Danh Đém ở đại diện cho đội các bạn. Điểm 1-0. Phá bóng ngoài. Điểm 1-1. Đã quá cao. Các bạn xem thấy hay like, share, đăng ký ủng hộ Thiện nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn. Sân bóng này là sân 586 ở thành phố Cái Răng, quận huyện Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Bỏ bóng tốt của Jin Jin. Thu quá cao. Bỏ bóng tốt để cho đội 3-2. Điểm 3-2. Danh. Danh là bóng tốt. Ba đều. Đã. Bóng không vào lưới. Điểm 4-3 cho Quý Tộc. Phá bóng ngoài. Điểm 4-4. Bóng còn, quá hay cho Đạt Học Sinh. Bóng vẫn còn. Đạt bóng tốt. Điểm 5-4. Khôi. Khôi đạt bóng tốt. Bóng cọt. Mến trắng bóng tốt. Điểm 6-5. Bóng còn. Đạt. Bóng vẫn còn. Rất tiếc không ai hỗ trợ nha mọi người. Danh. Ủa, tốt của Danh. Danh đẹp. Phá bóng tốt. If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Tiếp tục rồi Danh. Danh bỏ bóng tốt. Danh đếm đến từ Bạc Liêu. Danh.
chỉnh đẹp, bỏ bóng tốt. Điểm 16. Đã. Đã học sinh đã bóng tốt. Điểm 70. Điểm đẹp. Chẳng bóng tốt. Điểm 80. Phá bóng ngoài. Điểm 11-8. Bóng còn. Có cố gắng. Đạo Kim cố gắng rồi. Danh đẹp. Bóng còn. Ai đây? Thu. Lật tiếng bóng không chặt lưới. Điểm 12-8. Tốt của Vinh Vinh. Khôi. Bóng còn. Ai đây? Đạt. Bóng vẫn còn. Nhanh quá hay vậy. Rồi Vinh Vinh để bóng ra ngoài. Điểm Lê Minh Willock 9-13. Dạ anh đếm. Bỏ bóng tốt. Điểm 14-9. Tới nữa hả Lộc? Điểm cuối cho tem quý tộc. Đạt bỏ bóng tốt. Sao tháo băng à? Ồ, chơi kỹ ra Vũ ơi. Dạ anh, đổ rồi. Bổng bàn tay. Kết thúc sớm nhất. Tem Quý Tộc thắng trước 1-0. Vâng, chào mừng các bạn đến với set thi đấu thứ hai giữa tem Quý Tộc và Lê Minh Vlog. Bóng tốt. Quốc Khánh đã bóng tốt nha mọi người. Điểm 1-0. Quỳnh Mến chuẩn bị bóng. Đạt. Đạt bỏ bóng tốt. Bóng còn. Không ai hỗ trợ. Điểm 2-1. Thu. Thu động tốt.
số 4, chuyển cho đội lên 3, 2. Bóng tốt. Bóng nhỏ không thành công. Điểm 3-5. Điểm 3-5. Bóng tốt của Thu. Bóng tốt. Bóng ngoài. Thằng pha nó có cái miệng nó phái chữ thể quá. Di Phan á, nghe tới đây á, gì vậy ba? Yeah, đây nè, buông ra tao lấy cho. Mở cái bóp lên lấy đi. Cột phun trong kia, đồ chút cây trong cây á, gắn lại trên cây nó có bị xúc. Đã. Thủ tốt của anh Mến. Đập bóng tốt của Khánh. Hạ xuống, hạ lại. Thu đập bóng tốt. Trái bóng nó bị che. Ê bại bớt giỡn. Mới chửi Phan á. Mới la Phan chứ không phải mới chửi. Mới la nó. Nó chửi thề quá trời. Quen. Đập bóng còn. Hay quá em ơi, phản công này 10 điểm. Lớn. Điểm sẽ lại lên 5. Chơi 1. 7. Tất xích 3 rồi. Bóng còn. Đập bóng tốt. Điểm sẽ lại lên 5. 12. 12 vậy. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own.
Quốc Khánh bổn tốt 8-12. Bóng ngoài. Dừng dây. Xác định là bóng tốt. Xác định của hai C là bóng tốt. Chẳng bóng tốt của Thu. Vô C3 rồi. Phá bóng ngoài. Điểm 9-14-10. Điểm cuối cho team Lê Minh nha. Đạt. Bóng ngoài. Lên 12 là có vấn đề liền á. Đập bóng tốt. Jin Jin. Bóng tốt. Thủ. Kết thúc set thứ 2, hai đội qua nhau 1-1. Vâng, chào mừng các bạn đến với set thi đấu thứ 3 giữa team Lê Minh và team Wisdom. Danh đếm. Bỏ bóng tốt của danh đếm. Cái này làm như quán giải nó không phải gì á. Độ hay gì á bạn trường. Bởi công nó luôn bạn trường. Mới chửi giùm nha, cảm ơn nhiều. Cái miệng lớn lắm á. Thiệt. Cái miệng của nó lớn mà nó chửi trời bóng tốt. Cái dưới quýnh chị Giang các bạn. Mấy chuyện nó phái từ riêng chú Mẩn. Chết một càng, hai càng thôi. Mẩn mà, dễ ăn lắm. Chết chạy hai càng quýnh hoài luôn. Mẩn, mẩn dễ ăn đó, ai ngờ nhiễm biển. Thằng nào cũng vô luôn, một càng hai càng hết. Chưa, mẩn dễ ăn, ai ngờ nhiễm biển. Phá bóng ngoài. Nói chuyện anh Vũ với Tú Mỡ á, dễ ăn lắm. Thằng Tú Mỡ chắc là 4.5 di đội. Nóc eo. Nữa mà chửi nữa. Về cắt cực. Đà không tốt. Nãy giờ hai trận trận nào cũng có về cắt hết á. Mà sang nhà thi đấu ít. Mãi ít mà đứng kế bên nó dặn trước kìa. Nói chuyện thôi, đừng có chửi giùm, cảm ơn. Về cắt á. Còn gì nữa? Có xích 1 với xích 2, xích 3 khác liền. Lát cái đằng xích 4 rồi trường. Bóng tốt. Quỳnh Mến phát bóng tốt. C3 là quýnh mấy điểm nè? 11, 12 gì đó. Đôi lúc 11, đôi lúc 12, biết cái nào. Phát bóng ngoài. Điểm 3-5. Dành.
nên đá bóng tốt. Đồ số băng cho nhiều đi. Băng có chút xíu vậy. Bóng còn. Bóng còn. Danh. Danh bỏ bóng tốt. Thu bóng ngoài. Điểm 83. Diên Diên trắng bóng tốt. Điểm 93. Xin hỏi ý lần nhất. Xin đấu tiếp tục. 93. Thu Quốc Khánh trắng bóng tốt. Điểm 13. Máy đụng vậy. 11 Đức hả? Không đọc thông báo người ta 11 Đức. Chấm bóng tốt. Điểm 12 hả? Bởi. Không. Lôi 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 lôi. Bỏ bóng tốt. Một pha bóng gình. Ai sẽ kết thúc đây? Danh đếm. Lưới danh. Có lưới. Năm 11. Quá khéo. Trái đó. Trái đó càng mạnh càng xa đó. Trái đó càng mạnh càng xa đó. Ừ. Đụng là ăn quạnh mạnh lên ra ngoài á. 61. Có khi nào đạt cánh tem không? Bảy mười một. Thua luôn rồi. Kết thúc các bạn. Tem quý tộc thắng chung cuộc 2-1.